Chào các bạn, lâu rồi Giao Giao mới có dịp ngồi xuống đây và cùng các bạn tâm sự cũng như là kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một đoạn của tiểu thuyết Trần Đắc Phu Liên Hoa của quyển 1 đấy. Thì các bạn có bao giờ cảm thấy là thế thì không biết rằng là Hạ Kỳ đã làm gì để khiến cho Thường Hy khá là giận đó, và sau này khi mà đặt là Hằng Mai là kiếp sau cùng của Thường Hy, khi mà nàng nhớ lại được những cái kỷ niệm của ký ức của kiếp trước, sao mà nàng giận như vậy? Thì là một người phụ nữ hiện đại đó thì mình rất là hiểu cái tâm trạng của Hằng Mai. Thôi mình kể cho mọi người một cái trích đoạn của cái phần mà mình nói là một cái lễ động phòng rất là ngớ ngẩn của Hạ Kỳ. Thì mình xin phép bắt đầu kể chuyện các bạn nhé. Cũng cũng xin phép là nhờ các bạn để mà có được thêm nhiều nhiều phụ huynh mới, các bạn cố gắng nhấn vào nút đăng ký cũng như là nút chuông bên cạnh để mà khi chương trình có một cái thông báo gì mới đó thì các bạn sẽ nhận được cái lịch trình ngay lập tức. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Thường Lã thấy cảnh này trong lòng vũ vị tạp trần, rốt cuộc vợ bói không sai, tiểu thư phủ quốc sư chính là người mang mệnh vượng cách được thần linh chứng nhận, thiên tôn cũng không sai, quả nhiên là điềm lành chiếu xuống, quan khách từ các nước chư hầu cũng đã chứng kiến, hẳn sẽ không còn ai dám dị nghị. Nhưng ông sai rồi. Thường Lã lắc lắc cái đầu, cảm thấy cho dù là thiên định nhưng không ai có thể dám chắc Thường Hy sẽ không trở thành một yêu cơ thứ hai, nhất là Hạ Kỳ lại say mê nàng đến như vậy. Vẻ mặt của Thường Hy mới thật là đặc sắc, gương mặt tô điểm kỹ càng của nàng ta sớm đã trắng bệch, nhìn từ xa cũng thấy nàng ta đang nghiến nghiến răng trèo trẹo, chiếc khăn lụa trong tay nàng ta cũng bị vò rách đến nơi rồi. Tôi tự lẩm bẩm. Tỷ ta còn hận cái gì chứ? Thường Hy chỉ có tiếng mà không có miếng, bao nhiêu thịt chẳng phải tỷ ta đều được hưởng hết hay sao? Kỳ ca nheo mắt nhìn tôi. Nàng lại dám nói linh tinh gì vậy? Tôi càng nghĩ càng bực bội trong lòng. Không phải sao? Sau đại hôn thì đương nhiên phải động phòng, mà việc thị tẩm của hoàng đế còn có cả nội quan ghi chép ngày giờ rõ ràng, giờ chàng còn dám chối? Chàng dám nói là chàng chưa động đến tỷ ấy ư? Chí ít hai người cũng phải trải qua một đêm động phòng. Ta thật sự chưa hề gần gũi một ai khác ngoài nàng. Sao không một kiếp nào nàng chịu tin ta vậy? Em không tin. Được, vậy ta đưa nàng về chứng kiến đêm động phòng ấy. Cái gì? Em không... Không cần sự đồng ý của tôi, thì ca lập tức kéo tôi bước vào một không gian khác. Đây là một căn phòng hỷ, khắp nơi đều trang hoàng lụa đỏ và chữ hỷ. Một tân lương đoan trang ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn lụa. Chỉ một lát sau, thái giám đứng ngoài cửa đã hô: Cung nghênh hoàng thượng. Cửa gỗ mở ra, thân ảnh cao lớn trong bộ hỷ phục đỏ đến cay mắt bước vào. Theo sau chàng là một vị nữ quan và hai hàng cung nữ mang theo dụ rau bôi, táo đỏ, lạc, vân vân, đều là những món nhẹ mang ý nghĩa con đàn cháu đống. Hạ Kỳ phất tay bảo người lui ra, nhưng vị nữ quan cùng các cung nữ đồng loạt quỳ xuống thưa: Bẩm hoàng thượng, đại hôn là ngày trọng đại của toàn thiên hạ, lễ nghi không thể thiếu. Hạ Kỳ đã gần mất hết kiên nhẫn. Lẽ ra
chàng còn không định bước chân tới cung này. Cung nữ dâng lên một cây gậy phỉ thúy. Chàng cầm lên, hất tấm khăn che mặt trên đầu Thường Hy rơi xuống đất, rồi ném lại cái gậy vào khay. Còn gì nữa không? Với hoàng thượng và hoàng hậu uống rượu giao bôi. Cái này thì khỏi, các ngươi lui ra ngoài hết cho trẫm. Trẫm có việc cần nói với hoàng hậu. Vị nữ quan kia là người cứ nhắc. Bà ta dập đầu thật mạnh, nói to: hoàng thượng, như vậy không hợp với quy củ. Hạ Kỳ rút thanh trường kiếm vẫn đeo bên người kề vào cổ bà ta, nói bằng giọng lạnh lẽo: ở đây trẫm mới là quy củ. Cút! Nữ quan cùng đám cung nữ sợ hãi nhanh chóng lui hết xuống, còn quên đóng cửa. Hạ Kỳ quay lại nhìn Thường Nghi, nàng ta bắt gặp ánh mắt chàng, cúi đầu tỏ vẻ e thẹn. Hoàng thượng, hay là... Hạ Kỳ ngắt lời: hôm nay trẫm đã tổ chức đại hôn với nàng, thì nàng sẽ mang danh hoàng hậu sống trong cung này cả đời. Phượng ấn trẫm cũng sẽ giao cho nàng để nàng cai quản hậu cung. Nhưng chắc hẳn nàng cũng rõ, trong lòng trẫm chỉ có một mình Thược Hy. Ngoài nàng ấy ra, trẫm sẽ không lâm hạnh bất kỳ một nữ tử nào khác. Đó là lời hứa của trẫm với nàng ấy. Tuy nhiên, để giữ thể diện cho nàng, đêm nay trẫm sẽ ngủ lại đây, nhưng sẽ không đồng sàng với nàng. Chỉ duy nhất đêm nay, sau này trẫm sẽ không đến Tây Cung nữa. Trẫm cũng sẽ chọn một đứa trẻ xuất sắc trong gia tộc để làm nghĩa tử của nàng. Nàng có thể thấy trẫm quá tuyệt tình, nhưng hãy nhớ, chính nàng đã lựa chọn và cùng trở thành hoàng hậu. Trẫm không hề ép buộc nàng. Thường Nghi oán hận đến mức toàn thân rung lên. Ban ngày, mẫu tử Thường Nghi sỉ nhục nàng ta còn chưa đủ hay sao? Tại sao Hạ Kỳ cũng phải nói với nàng ta những lời này ngay đêm động phòng? Nàng ta ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người cả đời nàng ta đã thầm thương trộm nhớ. Thuở thiếu thời, biết chàng thích một điệu múa, nàng ta đã mất mấy tháng trời để học điệu múa ấy. Học đến khi sư phụ nói ngay cả tiên nữ cũng không thể múa đẹp hơn nàng ta. Biết chàng muốn rèn một thanh kiếm, nàng ta đã thích thân đến thành Nam cầu lão phó đốc cho. Nhưng lúc gửi đến cung của chàng thì thậm chí chàng còn không nhìn lấy một lần, cho quản gia cất ngay vào trong kho. Nàng ta không cam tâm. Tại sao hoàng thượng, tại sao ngài lại đối xử với thiếp như vậy? Tại sao? Bởi vì nàng không phải là nàng ấy. Trên đời chỉ có một mình Thường Hy mà thôi. Hạ Kỳ không muốn nhiều lời nữa. Chàng quay lưng định bước ra bên ngoài thì Thường Nghi đã tóm chặt lấy cổ tay chàng. Hoàng thượng, thiếp có điểm nào thua kém mùi ấy chứ? Là thiếp thua ở chỗ thiếp không phải hòa thủy hay sao? Câm miệng, ngươi không xứng được so sánh với nàng ấy. Trẫm đã định giữ cho ngươi và phụ quốc sư một chút mặt mũi, nhưng chính ngươi đã không cần. Hạ Kỳ hất tay Thường Nghi ra. Chàng vung kiếm rạch một đường trên tay mình, để máu nhỏ xuống tấm khăn trắng mút trải trên giường. Sau đó, chàng lạnh lùng bước ra khỏi tẩm cung. Hãy nhớ thân phận mình, đừng làm trẫm và cha người thất vọng. Nếu không, ngay cả cái danh hoàng hậu ngươi cũng không giữ nổi đâu. Thường Nghi ngã sõng xoài trên mặt đất, nàng ta gào khóc nức nở. Thường Hy à, Thường Hy, sao mùi chết rồi mà vẫn không để yên cho ta? Tại sao Vĩnh tranh giành vàng với ta hả? Tôi cười khẩy. Ta mà thèm tranh với cô là ta chết rồi. Các người vẫn không để yên cho ta mới đúng chứ. Tôi ghét nhất là loại người lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân. Tôi còn đang muốn chửi thầm 1000 câu nữa thì Kỳ ca xoay người tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào mắt chàng. Thế nào, ta chứng minh được sự trong sạch của bản thân rồi chứ? Trong sạch? Chàng tam thê tứ thiếp còn dám nói bản thân trong sạch? Nhưng ta không hề đụng vào một sợi tóc của họ. Thậm chí quanh ta còn không có cung nữ theo hầu, toàn bộ là thái giám.
Thật ra tôi vẫn rất khó chịu trong lòng. Tôi cảm thấy Cường Hy đã quá thiệt thòi, hy sinh nhiều như vậy, đổi lại được cái gì cơ chứ? Dù chàng vẫn luôn nói trong lòng chàng chỉ có mình tôi, nhưng tôi không thể tha thứ được. Vì tôi đã sống gần ấy năm ở thế giới hiện đại, tam quan của tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong suy nghĩ của tôi, Chung Thủy nghĩa là một vợ một chồng, Thường Hy chỉ có mình Hạ Kỳ là trượng phu, thì Hạ Kỳ cũng chỉ được phép có mình nàng ấy là thê tử mới đúng. Đó mới là một mối quan hệ bình đẳng. Nhưng ở thời đại này, cho dù họ thờ thần mẫu, thì tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng đã ăn sâu. Thường Hy mong muốn một đời một kiếp, một đôi, ấy mới là chuyện đáng chê cười đối với họ. Đến tận bây giờ, Hạ Kỳ vẫn cho rằng chàng ấy nợ tôi, Thường Hy, rất nhiều. Chỉ duy chuyện chàng đã rước người khác vào cửa là chàng chẳng cảm thấy sao cả. Đúng hơn là đối với chàng, chuyện ấy chẳng đáng để tâm. Mình vừa mới đọc xong một cái trích đoạn ngắn ngay cái phần của chương đêm độc phòng rất là kỳ quặc của đế vương Hạ Kỳ ấy. Bản thân mình thì khi mình đọc cái tác phẩm này, mình rất là hiểu Hàng Mai Tỷ. Mặc dù mình nói là mình một câu chuyện viết theo thể tiểu thuyết, thế nhưng mà cho dù mình là độc giả của một tác phẩm ấy, dù sao chúng mình cũng là một cái những cái người sống trong thời đại của năm 2023, tức là rất là lâu sau này. Bây giờ mình có một cái tư tưởng rất là gọi là rất là công bằng giữa nam và nữ, cho nên bản thân mình sẽ không hiểu được cái lý do tại sao mà người xưa ấy cho rằng là một chồng và nhiều vợ là một cái chuyện rất là bình thường á. Thì chắc các cô gái hiện đại như chúng mình chắc không thể nào mà có thể hiểu được chuyện đó, đúng không? Thì mình cũng vậy. Thành ra là mình hôm bữa nay á, bên ban biên tập báo cho mình là cũng có khá nhiều thư gửi về tham gia chương trình Tâm sự cùng Hàng Mai. Ở trong đó có rất là nhiều cái đoạn cảm xúc viết về cái việc mà bức xúc thay cho Thường Hy trong cái việc mà Hạ Kỳ trứa hết những người khác, làm cho nàng rất là buồn, thậm chí mất mạng luôn, mà Thường Hy vẫn cứ ở bên cạnh Hạ Kỳ. Mình hứa là sau cái buổi này, mình sẽ cái buổi mà mình record tiếp theo đó, mình sẽ làm riêng một cái section để giải thích những câu hỏi mà mình nhận được qua thư email trường tác Khứ Liên Hoa a@gmail.com để giải thích cho mọi người là lý do tại sao mà Thường Hy lại phải khổ sở đến như vậy, và một số cái tình tiết xoay quanh Hàng Mai nữa ha. Sau đó thì mình cũng sẽ cố gắng record thêm 2-3 clip nữa, bởi vì cuối tuần sau á, mình lại có cái chuyến công tác không có ở Việt Nam. Mình cố gắng là mình sẽ record và gửi đến cho mọi người á. Thì mình biết là khoảng 10 ngày vừa qua mình quá bận á, thành ra không có cái thời gian để ngồi xuống record cho mọi người cũng khá là buồn. Thì mình sẽ cố gắng set up một cái thời gian record nó thường xuyên hơn để cho mọi người được thỏa mãn cái hiểu hơn về tất cả các khúc mắc của câu chuyện này ha. Thì cũng một cái tin vui cũng muốn gửi đến mọi người á, cái trang page của tiểu thuyết Trừng Tắt Khứ Liên Hoa, http 2.2 đặt gạch
truongtakhuninhoa.com. Thì mọi người có thể tra cập vào truy cập vào cái trang web. Thì mọi người ở bên ban kỹ thuật á đang cố gắng hoàn chỉnh nhanh nhất để có thể cung cấp nhiều tình tiết hơn về cái thể loại viết ở trên trang web để cho mọi người có thể theo dõi dễ hơn, cũng như là mình có cái tin từ bên nhà xuất bản cũng nhà sách là khả năng rằng là hết tháng 6, qua tháng sau thì mình sẽ có một cái tin rất là vui là quyển 1 đã ấn bản xong. Thì những bạn mà đã đăng ký mà để đặt trước á sẽ vẫn nhận được cái phí là 200.000 một quyển, với cái tiền đặt cọc của các bạn là 100.000, tức là 50% tiền 50% cái phí của quyển sách. Tuy nhiên là quyển sách khi mà ra nhà xuất bản có lẽ là sẽ mắc hơn một chút với các mọi người. Tuy nhiên thì đây là do cũng là một phần hàng mai tỷ muốn tặng cho mọi người, thành ra là xem như đây là một cái món quà tặng cho các bạn độc giả, các bạn mình dùng chữ fan thì cũng có đúng lắm, nhưng mà thôi mình cứ dùng chữ đó cho mọi người hiểu hơn ha. Thì rất là yêu quý và yêu mến tác phẩm và đã thậm chí là gửi tiền đến cho một bạn ở trong ban biên tập để mà kiểu giữ trước cái phần truyện đó cho mình đó, thì các bạn đó sẽ vẫn nhận được cái quyển truyện với cái chi phí thấp nhất như vậy. Còn nếu như hiện tại thì cho đến đầu tháng á, bạn nào vẫn muốn đặt thì vẫn cứ có thể là gửi email đến cho ban biên tập hoặc là nhắn tin ở trên cái trang Facebook page Trường Tác Cứ Niên Hoa để có cái thông tin để mà mình đặt trước cái quyển 1 ha. Còn sau đó nữa thì chắc là đối tác bên nhà sách họ sẽ có cái nhiệm vụ này, bởi vì cái kênh YouTube này và cái kênh Facebook cũng không tập trung để làm kinh doanh gì lắm đâu, thành ra là mọi người cũng không kiểu không bán nhiều tác phẩm. Thì sau này nếu như có những cái kênh bán khác thì mình sẽ gọi là gửi đến cho mọi người cái nơi mọi người có thể mua sách. Nếu mọi người muốn có cái quyển sách đầy đủ nhất, toàn bộ các chi tiết trọn vẹn bằng một cái quyển sách cầm tay, thì mình nghĩ là các cái tín đồ mà yêu sách á giống như mình nó sẽ rất là thích cầm một quyển sách in giấy ở trên tay á, thì mình cũng rất là thích cái thể loại như vậy và cũng rất là mong chờ được cầm cái mình gọi là cái phiên bản giới hạn đầu tiên của bộ tác phẩm này, của quyển 1 á, bởi vì sau này cho dù là Hằng Mai Tỷ và bên ban biên tập và tác giả có đồng ý cho tiếp tục in tái bản cũng sẽ không có cái phần quà đặc biệt đó. Sau khi mình in xong tất cả mọi thứ mình sẽ bật mí cho mọi người cái điểm đặc biệt đó là cái gì ở trên cái phiên bản viết của quyển 1 này. Thì mọi người cùng chờ đợi cùng với mình ha. Đến đây cũng khá dài rồi, mình xin phép là mình ngưng cái video này tại đây. Và ở trong video này có dùng một số cái lời thu âm của các bạn khác ở trong ban kỹ thuật á. Thì mong là cũng là một cái cố gắng nhỏ của mọi người dành đến cho quý vị thính giả và độc giả có một cái cảm nhận nó thú vị hơn khi mình nghe cái phần trích đoạn này ha. Chúc mọi người là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và mọi người nhớ là nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận được những cái kế hoạch của những cái clip mới khi mà có ngay khi mà ban kỹ thuật cho upload ha. Thì cho mọi người chúc mọi người những cái khoảnh khắc thật là ấm êm với gia đình của mình ha. Chào mọi người.
曾一起走过的日子，现在此刻我独行，如何用心声一一共你知？一生一世的过去，你一点一滴在一起，痛苦、痛悲、痛心、痛恨、痛失去你。